À, bác Sốp Tuấn Lan, Lan Tuấn đến từ Bắc Giang lại gửi lời chào đến toàn thể các bác anh em đam mê đi săn bẫy, các bác đi rừng, đi tìm hoa phong lan, các bác đi săn ong nhá. À, thì hôm nay lại tiếp tục giới thiệu cho các bác những cái bộ guốc trèo cây để các bác đi rừng cắt gỗ hay là các bác đi tìm hoa phong lan. Thì như bác thấy là số lượng hôm nay lại tiếp tục về để phục vụ cho anh em. À, các bác nào mà đang có nhu cầu thì có thể liên hệ trực tiếp theo 3 số điện thoại chính của shop để đặt hàng. Shop em đến từ Bắc Giang, luôn luôn là giao hàng ship hàng qua ngành bưu điện các bác nhé. Anh em nhận hàng, các bác mở ra kiểm tra đúng sản phẩm thực tế trên video là các bác thanh toán tiền. Thì hôm nay em cũng đóng gói cho các bác đây rất là nhiều những bộ guốc trèo cây từ loại 2 đinh cho đến 4 đinh các bác nhé, 2 đinh, 1 đinh, 4 đinh. Đấy, bên shop bán rất nhiều mẫu đinh. Thì bây giờ em sẽ giới thiệu chi tiết cho các bác những cái bộ guốc mà các bác mua và đi trèo cây. Các bác có thể đi trèo cây cau, hái cau nhé. Mẫu đầu tiên là cái mẫu 4 đinh các bác nhá. Đây 4 đinh này. Mẫu này thì em cũng thông báo luôn là giá cực rẻ các bác nhá. Đấy 4 đinh này thì nó sẽ khó trèo hơn là bộ 2 đinh với bộ 1 đinh. 4 đinh hàng này là hàng nhập khẩu của Trung Quốc. Đấy chất liệu 100% là bằng inox hết các bác nhá. Đấy. Thì đi gồm có 2 đinh, một chân trái và chân phải các nhá. Đấy chân trái và chân phải này. Và nó sẽ có 2 cái dây đeo để các bác quấn vào chân. Đấy. Thì bên em cung cấp cả giày luôn nhá, giày để các bác leo trèo. Đây là cái loại 2 đinh này. Và đây là cái mẫu loại đây 4 đinh luôn nhá. Loại đây là loại 2 đinh. 2 đinh này thì nó có chân trái và chân phải luôn nhá. Đấy. Thì trèo cây thì các bác cái này ở các bác ở cho vào trong. Đấy, rất nhiều video em đã hướng dẫn rồi. Đây là chân trái, đây là chân phải và đây chân trái nhá. Thì cái mẫu này thì nó có sẽ có tấm đệm này và dây dù siêu bền để các bác buộc vào chân. Đấy, mẫu này thì chất liệu là bằng thép thôi nhá. Đấy và cái đinh này chất liệu bằng inox hết các nhá. Đấy thì nó mới chắc, thì mới trèo được cây. Đấy nó rất là sắc. Đấy. Đây là cái loại 2 đinh. Đây là loại 1 đinh thôi nhá. Đây 1 đinh này. 1 đinh này chất liệu của nó là bằng 100% là bằng inox hết các nhá. Inox sần. Thì cái mẫu này này em sẽ thiết kế như này. Thiết kế của nó là xoáy ốc không nhá. Xoáy ốc thì tùy theo các bác chân dài, chân ngắn, thì nếu có chân ngắn thì bác nối xuống dưới này. Thế còn bác nào chân dài thì cái chóng chân của bác dài các bác phải cho lên trên hoặc cho giữa này. Đấy là bên em cái chất liệu này bằng inox hết luôn nhá. Đấy cái đinh này cũng cái cựa này cũng bằng inox hết. Đấy. Nên là rất dễ sử dụng thôi. Trèo leo đảm bảo các bác là yên tâm. Đấy rất là sắc. Đấy cái này thì em mài rất là kỹ rồi, hàn chắc chắn cho anh em. Đấy là một đơn vị bán hàng chuyên nghiệp nên là có đầy đủ các mẫu kích thước rất là sắc luôn nhá. Đấy 2 đinh. Đây loại này loại 1 đinh. Đấy. Bằng inox. Đấy, kể để đặt hàng mua bán thì các bác cứ liên hệ trực tiếp. Đây. Đây là một đơn vị bán hàng chuyên nghiệp đây, em sẽ cho các bác xem giá cả cũng như là em test hàng cho bác. Đây thôi nhá. Đây là cái guốc 4 đinh các bác nhá. Đây 4 đinh này. 4 đinh này. Giá tại thời điểm này thì nó chỉ rẻ thôi các bác nhá, có 250.000 thôi. Đây. 250.000 các bác nhá. Đấy. Đây. À, Vũ Văn Cương ở Hà Nội nhá. Các bác này bác mua về bác đi trèo cau. Đây, cái hàng này thì 350.000 nhá. Đấy 350.000. Là ông là các bác này bác cái loại 2 đinh. 2 đinh này rất nhiều anh em mua. Đấy bác này ở Lai Châu đi trèo cây để tìm hoa phong lan hay là các bác đi cắt cưa, cắt gỗ nhá, trên rừng. Đấy. Nên là các bác nào mà đang có nhu cầu mua cái guốc trèo cây thì các có thể liên hệ trực tiếp bên em để đặt hàng. Một cái video rất là ngắn thôi, giới thiệu cho bác những cái mẫu guốc trèo cây để phục vụ anh em trong cái mùa hái quả, hái hoa quả hay các bác đi trèo cây tìm ong không nhá. Em sẽ kết thúc video tại đây. Cũng xin chào và tạm biệt các bác. Hẹn gặp lại các bác trong những video kế tiếp của shop.